Yo yo, xin chào các bạn. Đến hẹn lại lên một game hôm nay, tiếp tục với loạt bài gốc hư cấu, chuyên đề cày nát tuổi thơ và xuyên tạc mọi thứ có thể xuyên tạc được. Chúng ta đã nói về những tựa đề bữa loài như ngoại tình trong Resident Evil, thương nhau mà sống trong Outlast, hoặc ác sức khỏe như trẻ trâu chó của Pokemon. Nhưng mà ngày hôm nay, hãy đến với một tựa game lành mạnh hơn. Đó là Animal Crossing, hay còn gọi bằng cái tên dễ thương là Harvest Moon, phiên bản thú vật nhân cách hóa. Vòng trường hợp ai đó chưa biết Animal Crossing, thì đây là series game được phát triển bởi Nintendo chuyên dành cho các hệ máy console của họ. Lối chơi của Animal Crossing xoay quanh việc mô phỏng trồng trọt, xây dựng nhà cửa và phiêu lưu, gần giống như Harvest Moon. Nhưng sau khi ra mắt vào năm 2001 cho tới nay, Animal Crossing siêu thành công với hơn 30 triệu bản trên toàn cầu được bán ra, cực kỳ nổi tiếng tại Nhật Bản với doanh số tăng gấp đôi theo từng phiên bản. Lối chơi của Animal Crossing kể về nhân vật chính thường là những đứa nhóc cỡ khoảng 10 hoặc 12 tuổi, đột nhiên được dịch chuyển tới một ngôi làng kỳ lạ với đầy những con thú biết nói. Rồi cuộc sống thần tiên vãi cả nồi bắt đầu khi người chơi ở lại đây trong vai trò giúp đỡ bọn thú này xây dựng ngôi làng lên. Nói chung là cũng gần giống như các game mô phỏng khác. Tất nhiên là trong cái video này không nhằm nói về lối chơi của Animal Crossing, mà một game thích nhất là bàn về thuyết âm mưu hơn. Đó là cái ngôi làng này thực ra đóng vai trò như một không gian ảo, nơi bọn thú bắt cóc trẻ con đến để làm nô lệ, cho tới khi bọn nhóc tì mất đi hết lý trí và bắt đầu quên đi bản thân mình là ai, cuối cùng bị giam giữ ở đó suốt đời luôn. Animal Crossing thường bắt đầu câu chuyện bằng cảnh nhân vật chính tỉnh lại trên một cái xe buýt, với việc đang được một con thú kỳ lạ gọi là Capin chở tới một ngôi làng kỳ lạ nọ. Nếu bạn không biết thì Capin chính là cách chơi chữ của Kappa, một con quái vật trong thần thoại Nhật Bản, chuyên đi bắt cóc trẻ con về mà mần thịt. Diện mạo của Capin cũng y hệt như Kappa, nó thường nói những câu rất là khó hiểu trong đoạn mở đầu. Hơn nữa, tại sao nhân vật chính lại thức dậy trong tình trạng mê man chứ không phải là được mời tới sứ thần tiên như trong các truyện cổ tích? Câu trả lời rất là đơn giản, đó là thằng nhóc đó đã bị đánh thuốc mê rồi. Trong một vài phiên bản của Animal Crossing, người chơi sẽ đến ngôi làng mà đột nhiên mang trên mình một khoản nợ khổng lồ. Để trả nó thì bạn sẽ phải làm việc quần quật liên tục như con trâu. Điểm đặc biệt của Animal Crossing là gần như nó không có mục tiêu nào cả, không có điểm kết thúc mà diễn ra liên tục theo thời gian thực ở bên ngoài, giống như bản thân của chính bạn đang phản chiếu thông qua thằng nhóc trong game vậy. Vậy cái khoản nợ này ha, nó không bao giờ kết thúc luôn đâu. Vậy cứ mỗi khi bạn chuẩn bị trả thì bằng một cách thần kỳ nào đó nó lại được đầy lên trở lại. Trời ơi. Hơn nữa, các con thú trong Animal Crossing không hề muốn cho người chơi này rời khỏi ngôi làng có người canh gác đàng hoàng nha. Cộng thêm không hề có điểm kết, nên đây giống như một cái vòng lặp vô tận vậy. Nhiều giả thuyết đặt ra ở đây là thực tế cái đám thú vật ở trong Animal Crossing vốn là một tổ chức bắt cóc trẻ con đội lốt, với những hành động đặc trưng như đánh thuốc mê nè, viết hợp đồng nô lệ và canh giữ hàng hóa dưới vỏ bọc một thế giới tự do cho trẻ con sống mãi mãi. Vậy á, mục đích của đám thú vật này trong Animal Crossing khi bắt cóc trở về để làm gì? Nếu để ý kỹ trong quá trình chơi thì bạn sẽ thấy rất nhiều lời thoại dạng như suy tư, trầm mặc, giống như mấy ông già 50-60 tuổi ngồi than vãn sự đời á. Mấy câu kiểu như: đừng khóc, vì giấc mơ không thành. Đôi khi khóc, phải biết chọn con đường khác để đi. Hay, hai người bạn dù có thân tới mấy thì cũng không thể biến họ thành một cặp đôi được đâu cưng à. Hoặc mấy câu tán tỉnh siêu sến súa như: kể cả khi anh không thể thấy em ngoài đời thật, thì em vẫn là vị khách đặc biệt trong giấc mơ của anh. À đù. Lời thoại trong Animal Crossing đặc biệt kỳ dị, nó vừa mang tính chất tự sự, vừa mang tính trải đời rất là nhiều nếu xét theo một game dành cho trẻ con ha. Tại sao cái đám thú vật này suốt ngày trưng lên cái bộ mặt cười, lại có thể phát biểu lên những lời nghe sởn cả gai ốc như vậy trời? Chưa hết, chúng còn thường xuyên nhắc lại những mốc thời gian rất xa xăm, kiểu như từ 15 năm trở lên mà chẳng vì lý do gì cả. Trong Animal Crossing, người chơi sẽ đôi lúc nhận được thư từ của cha hoặc mẹ, nhưng lại không hề có cái ảnh hay thứ gì tương tự để chứng minh họ tồn tại. Cái này khả năng cao là do chính cái đám thú vật này tự viết ra để huyễn hoặc đám nhóc rồi.
cho chúng một cái lý do hợp lý để lại ngôi làng này mà không nghi ngờ gì cả. Vì như có thể thấy trực tiếp ở trong game thì nhân vật chính là con người duy nhất tồn tại. Bạn hẳn từng xem bộ phim hoạt hình kinh điển về cậu bé người gỗ Pinocchio rồi đúng không? Trong đó đoạn Pinocchio ham vui, bỏ lên hòn đảo thần tiên nơi chỉ toàn những trò chơi không bao giờ dứt. Với những đứa trẻ sống bất cần đời trong cái đêm dạ vũ hội bất tận đó, để rồi buổi sáng nhận ra mình đã biến thành những con lừa chuẩn bị đem đi rao bán, Animal Crossing chính là một bản sao trong câu chuyện kinh dị này. Vì hãy nghĩ một chút, nhân vật chính vốn là một đứa nhóc ở thế giới hiện đại có gia đình chứ, nhưng nó lại chọn sống ở trong ngôi làng của đám thú vật này tới vĩnh viễn. Vì sống ở Animal Crossing cũng chính là một cách mà đứa nhóc đó từ bỏ trách nhiệm với gia đình, với xã hội để vĩnh viễn ở lại tuổi linh 10 và tận hưởng thú vui bất tận mà nó nghĩ sẽ không bao giờ bị ngăn cản. Tại sao? Tựa game này là cố tình để thời gian thực trôi qua giống như bên ngoài. Vì đó là cách để nhắc nhở rằng dù có trải qua bao nhiêu năm tháng đi nữa thì mỗi khi bạn mở máy lên nhìn vào nhân vật của mình, nó vẫn là một đứa nhóc vô trách nhiệm sống qua ngày đoạn tháng ở một ngôi làng xa lạ. Còn chưa đủ kinh dị ha? Vậy thì bạn có biết rằng Animal Crossing có một bộ đếm chính xác số ngày mà người chơi không vào game luôn không? Cũng như bọn thú sẽ phản ứng lại tương tự như vậy. Cái lý do quái quỷ gì để Nintendo đưa tính năng này vào nếu không phải là để dọa ma hoặc để nhắc nhở cái gì đó? Nhưng bất kỳ việc gì cũng đều phải có hậu quả ngang. Cũng giống như chú bé người gỗ Pinocchio bị biến thành lừa thì đám trẻ con bị mang tới ngôi làng này sẽ từ từ mất đi trí nhớ. Chúng chỉ biết làm công việc nô lệ của mình ngày này qua ngày khác, cũng như cái máy, không còn ký ức gì về gia đình cả hay như bạn bè ở thế giới thực nữa. Mọi thứ cứ diễn ra y như vậy cho tới khi chính đám trẻ sẽ biến thành những con thú vật trong làng. Điều này giải thích tại sao đám thú vật lại biết nói và có thể thở ra những câu đầy cảm thán như vậy. Vì chúng thực tế đều từng là con người, cũng như có tuổi đời rất là lớn rồi. Ký ức rời rạc về thế giới cũ giữ cho chúng sống như những con rối vô hồn, vĩnh viễn trói chặt linh hồn ở cái làng này. Điều đó cũng giải thích luôn tại sao lũ thú vật cần một đứa trẻ mới, vì chúng cần một thứ để tiếp tục giữ lại mục đích sống và tồn tại, chính là làm việc liên tục trong ngôi làng. Nếu bạn để ý thì trong Animal Crossing bạn sẽ thấy bọn thú có những câu thoại nói về quãng thời gian vui vẻ. Nhưng rồi khi con người nhận ra mình đang mắc kẹt ở trong cái thế giới này, tất cả đều muốn thoát ra và bỏ chúng lại. Giống như những người trưởng thành từ bỏ món đồ chơi vậy. Và không như Pinocchio có người cha của mình tới cứu, đám thú ở trong Animal Crossing thậm chí còn chẳng nhớ được bản thân là ai hay gia đình cũ của chúng, thậm chí có tồn tại hay không nữa. Nằm lại vĩnh viễn ở trong cái ngôi làng này tới suốt đời, trong một cuộc đời vô nghĩa mòn mỏi không mục đích. Tới đây thì tiết mục xuyên tạc tuổi thơ của một game cũng xin kết thúc. Hẹn gặp đồng bào ở các video góc hư cấu khác. Và nếu ai có ý tưởng gì về các thể loại phá nát tuổi thơ thì để lại dưới phần bình luận luôn nghe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của Mọt Game. Nếu các bạn muốn trao đổi về game hoặc có yêu cầu nào cho những video tiếp theo, các bạn có thể like fanpage Mọt Game và tham gia group gia đình nhà Mọt Game của bọn mình nhé. Ngoài ra, đừng quên Mọt Game sẽ luôn có video mỗi tối vào lúc 7:30. Các bạn nhớ đón xem video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.